Vâng, thưa quý vị, một năm học mới lại bắt đầu và thời điểm này các bậc phụ huynh đang chuẩn bị cho con mình những cái hành trang để bước vào một năm học một cách tự tin hơn. Tuy nhiên, có một điều mà khiến cho các bậc phụ huynh phải lo lắng đó chính là tình trạng trẻ bị đeo kính khá nhiều do mắc khuyết tật khúc xạ, trong đó trẻ bị loạn thị chiếm tỷ lệ khá cao. Vậy việc chăm sóc mắt cho trẻ bị loạn thị như thế nào? Chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chuyên mục Cẩm Năng Sống ngày hôm nay. Với những trẻ có đôi mắt sáng, khỏe, bình thường, thị lực hai mắt từ 8 phần 10 trở lên, thì chữ E sẽ được nhìn nét như thế này. Tuy nhiên, với những trẻ bị loạn thị, thì nét chữ E sẽ được nhìn mờ và nhòe đi. Mức độ nhòe và mờ tùy thuộc vào chỉ số đo thị lực của trẻ. Vì vậy, trẻ bị loạn thị luôn cần phải được đeo kính để hỗ trợ khả năng nhìn. Giác mạc và thể tinh là hai thành phần chính tạo nên cái tổng số công suất hội tụ của con mắt. Thì cái loạn thị thường là do cái yếu tố không đồng đều của giác mạc, và hậu quả là gì? Là cái con mắt sẽ nhìn một cái vật là sẽ bị nhòe mờ. Hôm nay chị Nguyễn Hồng Diệp đưa bé Nguyễn Anh Đức đi kiểm tra lại mắt. Bé Anh Đức đã bị loạn thị gần một năm nay. Để đánh giá được tình trạng hiện tại của mắt, bé Đức cần phải thực hiện đầy đủ công đoạn khám sau. Đầu tiên, bác sĩ sẽ khám tổng thể mắt cho Đức để phát hiện những bất thường nếu có, cũng như đánh giá tình trạng của mắt. Đây là một công đoạn quan trọng mà các mẹ cần làm cho con. Sau đó, Đức sẽ được đo khúc xạ để xác định sơ bộ về tật khúc xạ. Bên cạnh đó, Đức sẽ được soi giác mạc bằng máy soi chuyên dụng. Công đoạn này giúp phát hiện và định lượng độ cong bề mặt giác mạc, một trong những tiêu chuẩn vàng để đánh giá tình trạng loạn thị. Việc đo thị lực sẽ được thực hiện trong phòng có ánh sáng yếu hơn ánh sáng ngoài trời để đánh giá khả năng nhìn của mắt. Cuối cùng, các bác sĩ sẽ kiểm tra lại kính hiện tại đang dùng của Đức. Vì đây là kính thuốc nên việc đánh giá xem số đo, chụp của kính có còn phù hợp với tình trạng mắt hiện tại của Đức không là rất quan trọng. Theo kinh nghiệm của chị Diệp, tất cả các bà mẹ khi đưa con đi khám loạn thị cần phải thực hiện tất cả các công đoạn trên tại các cơ sở y tế chuyên khoa để được tư vấn đúng, đầy đủ và kịp thời. Cháu năm nay là bắt đầu vào lớp 1, thì so với cả cái năm ngoái là cháu học mẫu giáo thì cái việc mà cái cường độ và tần suất nhìn vào sách vở sẽ nhiều hơn. Thì xin bác sĩ có thể cho biết rằng là mẹ cháu cần phải quan tâm và để ý những cái khâu nào để cho mắt cháu tốt hơn? Thứ nhất là vẫn phải bám sát theo cái chỉ định, tức là cái loạn thị này phải đeo kính thường xuyên. Thứ hai là vì cái việc mà đeo kính khi học tập ấy thì nó sẽ đảm bảo cho cháu nhìn rõ và học tập tốt. Tôi chỉ có lưu ý rằng là với các cái cháu học lớp 1 ấy, là bắt đầu là các cháu ngồi vào bàn học thì phải lưu ý cái tư thế. Tư thế nó ngay ngắn và cái khoảng cách từ mắt đến sách và vở ấy nó không quá gần để nó không tạo thói quen xấu. Chúng ta cũng không nên quá nặng nề về cái thời gian học, mà nên để cho cháu có một cái thời gian xen kẽ thì nó sẽ giúp cho có được một cái việc học hành nó thoải mái và nó không thành ra một cái áp lực. Cái việc dinh dưỡng cũng rất là quan trọng. Lời khuyên của bác sĩ thì cũng khuyên là gì? Ăn uống cân đối đủ chất, đặc biệt là những cái yếu tố như là thiết yếu như là các cái thực phẩm tươi sạch ấy, rau xanh, và uống nhiều nước. Những yếu tố đó nó giúp cho thải độc, giúp cho dinh dưỡng tốt, và chính vì thế thì con mắt nó có cơ hội được gì? Khỏe mạnh hơn. Đeo kính loạn thị là kính thuốc có tác dụng xử lý khắc phục tình trạng cong của giác mạc. Vì thế hãy tập cho trẻ thói quen đeo kính thường xuyên. Nhiều bà mẹ truyền tay nhau kinh nghiệm chỉ cho trẻ đeo kính khi học bài hay đọc sách báo. Điều này hoàn toàn sai lầm với trẻ bị loạn thị. Trẻ không đeo kính đều sẽ ảnh hưởng xấu đến mắt. Bên cạnh đó, cần phải chú ý giữ vệ sinh mắt cho trẻ bằng nước muối sinh lý. Đồng thời kính mắt cũng cần được lau và rửa sạch sau mỗi lần đi ra ngoài để tránh bụi gây chảy xước hay nhiễm trùng lên mắt.
Khi học bài nên áp dụng phương pháp cứ sau 45 đến 60 phút học cần cho trẻ nghỉ ngơi khoảng 15 phút, đi ra ngoài và tập nhìn ra xa. Việc giảm thời gian nhìn gần, nhìn dưới ánh sáng nhân tạo sẽ giúp mắt không bị mỏi, đảm bảo sức khỏe cho mắt. Ngoài việc phải vệ sinh mắt, tập luyện mắt theo hướng dẫn, các chuyên gia cũng khuyên những trẻ bị loạn thị cần có chế độ ăn cân bằng các chất dinh dưỡng, tinh bột và đường, chất đạm, vitamin và chất khoáng. Các thực phẩm tươi giàu vitamin A như trứng gà, cà rốt, cà chua và chất béo đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm luôn là sự lựa chọn tốt cho cải thiện thị lực. Khi vào dịp học thi, các bà mẹ nên chế biến cho trẻ những món ăn giàu dinh dưỡng, mềm, dễ hấp thu để cung cấp năng lượng tốt hơn cho cơ thể, trong đó có đôi mắt. Thông tin về chăm sóc mắt cho trẻ loạn thị đã khép lại những thông tin y tế có chương trình ngày hôm nay.